PC Radio, tiếng nói của Pastor số 38. Xin chào các thầy cô giáo, các bạn Pastor và quý vị khán thính giả của chương trình. Minh Châu và Thiên Anh đã quay trở lại gặp gỡ thầy cô và các bạn trên sóng của chương trình sau một tuần nghỉ hè. Trong tuần vừa qua cũng là một tuần mà các bạn học sinh nhà trường tiếp tục hồi hộp theo dõi các diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid tại Hà Nội để hy vọng có thể sớm quay trở lại trường. Tuy nhiên, từ những ngày đầu tháng 7 đến ngày hôm qua, ngày 8 tháng 7, 2021, huyện Đông Anh tiếp tục xuất hiện các ca dương tính mới với Covid-19, nên kế hoạch đi học trở lại theo tờ trình của Sở Giáo dục Đào tạo gửi thành phố Hà Nội đã không được thực hiện. Thêm vào đó, các biện pháp thắt chặt an toàn phòng dịch đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện. Vì thế, trong thời gian tới, các bạn học sinh của các cấp học sẽ tiếp tục nghỉ hè và chưa thể quay trở lại trường. Như vậy là sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, mong muốn được tiếp tục đến trường của các pastor vẫn chưa thể thực hiện được. Chắc chắn các bạn đã rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, rất có thể việc học trực tuyến sẽ phải kéo dài trong năm học tới. Vì thế, ngay từ lúc này, các bạn học sinh hãy xác định tinh thần học tập nghiêm túc, kỷ luật và thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Về phía nhà trường, trong thời gian này, cổng học tập trực tuyến Cohota của trường Trung học cơ sở Bascan vẫn đang được nhà trường cập nhật, bổ sung và phát triển thêm các tính năng mới. Với sự đầu tư của ban lãnh đạo nhà trường, mua bản quyền hệ thống để việc xây dựng học tập ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn, giúp cho việc học tập của các bạn đạt hiệu quả cao. Cũng trong tuần học này, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã cập nhật điểm chuẩn bổ sung của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm tới. Sau khi điều chỉnh, số lượng các bạn học sinh khối 9 nhà trường trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 tiếp tục thay đổi. Chi tiết các thông tin về kỳ thi vào lớp 10 năm học mới đã được cập nhật trong bản tin tổng hợp tháng 6 trên fanpage của nhà trường. Thầy cô và các bạn học sinh quan tâm có thể xem lại bản tin đã được đăng tải trên fanpage nhé. Quay trở lại với chương trình, trong số phát sóng 38 này, các kế hoạch mới của trường Trung học cơ sở Bascan, một chút đổi mới trong chuyên mục Pastor Creation và Pastor Story sẽ mang đến cho các thầy cô và các bạn những bất ngờ trong ngày cuối tuần thưởng thức PC Radio. Còn bây giờ, các khán thính giả của chương trình hãy cùng hòa mình vào các tin tức nóng hổi của số phát sóng ngày hôm nay với phần đầu tiên Pastor News. 3, 2, 1, đi thôi! PC Radio 38 đã quay trở lại với phần 1 Pastor News để đem đến cho thầy cô và các bạn những thông tin hấp dẫn của tuần học vừa qua đây. Và bây giờ là tin tức mà chúng mình tin chắc rằng khi chúng mình công bố chắc hẳn sẽ có rất nhiều thầy cô và các bạn học sinh xúc động. Như các bạn đã biết, trong ngày 2 tháng 7 vừa qua, trên fanpage của trường Trung học cơ sở Bascan đã đăng tải thư ngỏ về việc thành lập quỹ học bổng Trương Hải Long, quỹ học bổng mang tên thầy giáo giảng dạy bộ môn tiếng Anh của trường chúng ta. Theo như thông báo này, sau sự ra đi của thầy Trương Hải Long, thầy giáo bộ môn tiếng Anh của trường Trung học cơ sở Bascan, để tiếp tục tưởng nhớ đến thầy và chia sẻ, lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng, trường Trung học cơ sở Bascan đã tiếp nhận quỹ học bổng mang tên thầy Trương Hải Long từ gia đình của thầy. Trong thông báo về việc thành lập học bổng có nội dung như sau: để bày tỏ lòng biết ơn của con Trương Hải Long và gia đình với tình cảm, sự quan tâm của tất cả mọi người, chúng tôi mong muốn dùng toàn bộ số tiền phúng viếng 400 triệu đồng để thành lập quỹ học bổng Trương Hải Long. Quỹ học bổng sẽ do trường Trung học cơ sở Pascal quản lý. Hàng năm, nhà trường sẽ dùng một phần lãi tiền gửi của quỹ để trao học bổng cho những học sinh xuất sắc nhất trong các kỳ thi tiếng Anh chuẩn quốc tế. Những năm trước mắt là kỳ thi TOEFL Junior, phần lãi tiền gửi còn lại sẽ cộng vào tiền gốc để làm tăng giá trị của quỹ. Gia đình chúng tôi và con Trương Hải Long ước mong quỹ học bổng sẽ một phần tăng thêm động lực học tiếng Anh của các em, học sinh trường Trung học cơ sở Bascan, góp phần làm các em học sinh tiến bộ hơn và đến lượt mỗi em lại lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội. Rất mong quý thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ nhân viên và các em học sinh trường Trung học cơ sở Bascan vui lòng đón nhận quỹ học bổng Trương Hải Long. Khi còn giảng dạy tại trường Pascal, thầy Trương Hải Long được biết đến là thầy giáo hiền lành, hài hước,
thích vui đùa và học tiếng Anh cùng các bạn học sinh nhà trường. Bên cạnh đó, thầy còn được biết đến là người rất yêu thích học tiếng Anh. Trong lần thi gần đây nhất, thầy đã chinh phục kỳ thi IELTS một cách dễ dàng với số điểm ấn tượng 8.5. Kỷ niệm đáng nhớ về thầy Trương Hoài Long với thầy cô, các bạn học sinh nhà trường, đó là trong năm học trước, thầy chính là người mở màn cho chương trình trò chuyện cùng bác sơ với những chia sẻ về kinh nghiệm học tốt môn tiếng Anh và kinh nghiệm thi IELTS đạt điểm số cao. Với tất cả tình yêu thương dành cho thầy, chúng ta tin chắc rằng ngay giờ phút này thầy Trương Hải Long đang ở trên thiên đường để hưởng hạnh phúc mà đấng tối cao đã chuẩn bị cho thầy. Và thầy sẽ tiếp tục dõi theo, đồng hành cùng thầy cô và các bạn với học bổng mang tên của mình. Và với thông tin này, hy vọng trong năm học tới, các bạn Passer sẽ tích cực tham gia vào các kỳ thi tiếng Anh chuẩn quốc tế để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình, đồng thời nhận được học bổng ý nghĩa này nhé. Ở Vascan, chúng con cảm ơn thầy rất nhiều. Và thông tin về học bổng mang tên thầy Trương Hải Long cũng đã khép lại phần 1 của PC Radio ngày hôm nay. Chúng ta cùng chuyển sang phần 2 của chương trình hôm nay để đón nghe điều bất ngờ mà chúng mình sẽ mang lại cho thầy cô và các bạn nhé. Đừng chuyển tần số, chúng ta sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Thiên Anh chào mừng các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã quay trở lại với chương trình PC Radio. Chương trình hôm nay là số thứ 38, phát sóng ngày 9 tháng 7 năm học 2021. Trong phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ đến với phần Passer Creation, nơi thể hiện các sản phẩm sáng tạo của các thầy cô giáo và các Passer. Thầy cô và các bạn thân mến, trong học kỳ 2 vừa qua, trường trung học cơ sở Pascal đã xuất bản ấn phẩm đặc sắc Pascal Color số 4. Đây là tập san tập hợp các bài viết thú vị của thầy và trò nhà trường trong một năm học. Bắt đầu từ số PC Radio 38 này, chúng mình sẽ gửi đến thầy cô và các bạn các bài viết đặc sắc trong số này nhé. Trong tập san có rất nhiều chuyên mục như góc toán học, góc tiếng Anh, góc vật lý, cửa sổ nhìn ra thế giới, gương mặt tiêu biểu, chuyên mục góc cười, vân vân. Thiên Anh này, không biết là bạn thích chuyên mục nào nhất? Mình thích nhiều chuyên mục lắm, nhưng có lẽ để khởi động cho số phát sóng này, Thiên Anh sẽ lựa chọn chuyên mục học trò cười để gửi đến thầy cô và các bạn nhé. Và trong phần 3 của chương trình cũng là một bài viết thú vị của cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết nữa đấy. Còn bây giờ, chúng mình chuẩn bị cười nghiêng ngả nào. Câu chuyện số 1, học toán. Nào, Thiên Anh, con hãy cho cô biết khái niệm của quy đồng. Thưa cô, quy đồng là từ Hán Việt đúng không cô? Đúng rồi, con hãy giải thích khái niệm này đi. Thưa cô, quy là rùa, đồng chắc là kim loại. Vậy quy đồng là con rùa được làm bằng đồng ạ? Con rùa được làm bằng đồng ạ? Câu chuyện số 2, đã giải thích cho em. Tèo, tại sao em đi học muộn, bỏ thật một tiết? Thưa thầy, sáng hôm nay em muốn đi câu cá, nhưng rồi ba em không cho phép ạ. Thế chắc là ba em đã giải thích cho em hiểu tại sao em phải đi học mà không phải đi câu cá đúng chưa? Đúng ạ, ba em nói rằng mồi ít không đủ cho hai người câu ạ. Câu chuyện số 3, hoạt động về đêm. Bo, em hãy cho cô biết con gì hoạt động về đêm. Thưa cô, con ma. Câu chuyện số 4, lịch sử lặp lại. Một phụ huynh học sinh hỏi cô giáo. Cô giáo này, cô vui lòng cho tôi biết con tôi học môn lịch sử ra sao. Thú thật cô thì khi còn đi học, tôi chẳng thích môn này tí nào, thậm chí còn bị thi lại. Cô giáo tế nhị trả lời. Dạ thưa bác, lịch sử cũng đang lặp lại đấy ạ. Câu chuyện số 5, môi hở răng lạnh. Nào, em đã cho thầy biết câu tục ngữ môi hở răng lạnh thì khuyên ta điều gì?
nó khuyên ta không nên cười vào mùa đông ạ. Trời. Thiên Anh quay trở lại với phần 3 trong chương trình PC Radio số 38 ngày hôm nay. Và đây là chuyên mục Pastor Story, nơi để lắng nghe tâm tư, chia sẻ cảm xúc của thầy cô, bạn bè của trường trung học cơ sở Bascan. Trong giờ học môn toán học kỳ 1 năm học 2019-2020 của lớp 8A K8 mà giờ đã là các bạn cựu Pastor, cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã có một bài giảng rất thú vị về chủ đề các tứ giác đặc biệt. Trong tiết học này, các bạn học sinh đã được tham gia các bài học với vai trò vô cùng thú vị, đó là trợ giảng. Sau khi buổi học kết thúc, cô Tuyết đã ghi lại nhật ký của giờ học và phát triển thành bài viết với tiêu đề Từ trợ giảng đến hình thành kỹ năng cho học sinh. Bài viết của cô được đăng trong cuốn tập San Bascan Scholar số 4, chuyên mục Góc Toán Học. Sau đây, Minh Châu và Thiên Anh xin mời thầy cô và các bạn cùng lắng nghe bài viết để xem các bạn học sinh học toán thú vị thế nào nhé! Bài viết Từ trợ giảng đến hình thành các kỹ năng cho học sinh, tác giả cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Ở Pascal có rất nhiều tiết học các bạn học sinh được đóng vai chính là người dạy, là các chuyên gia hướng dẫn cho các bạn còn lại trong lớp, các bạn nhỏ theo cá nhân hoặc theo nhóm, được trao quyền tìm hiểu và trình bày một phần hoặc cả bài giảng theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Để làm được điều đó, ngay từ đầu năm học, giáo viên bộ môn khi nhận lớp cần phải tìm hiểu hồ sơ học sinh và tiến hành khảo sát nhu cầu và năng lực học sinh thông qua phiếu khảo sát đầu năm, phiếu phản hồi thông tin nhanh sau các buổi học. Sau đó, các giáo viên bộ môn sẽ chọn ra các nhóm hoặc các cá nhân có khả năng, yêu thích việc trợ giảng và thông báo cho học sinh quyền lợi và nghĩa vụ của trợ giảng. Hướng dẫn, huấn luyện cho các bạn ấy từ cách xưng hô, cách viết bảng, cách điều tiết giọng nói. Để chuẩn bị cho việc trợ giảng, giáo viên bộ môn sẽ cung cấp cho các bạn học sinh mục tiêu của bài học, phiếu hướng dẫn chuẩn bị, phiếu phân công nhiệm vụ, phiếu đánh giá hoạt động nhóm. Trong phiếu hướng dẫn có gợi ý cho các bạn nội dung cần tìm hiểu, kèm theo nguồn tài liệu tham khảo. Học sinh sẽ căn cứ vào mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và triển khai, xây dựng ý tưởng và kịch bản, trao đổi cùng giáo viên qua Drive và email. Ngoài ra, các bạn nhỏ có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy cô trực tiếp trên trường. Với lớp 8A khóa 8, các bạn học sinh rất hào hứng và tích cực tham gia trợ giảng. Có 12 bạn đăng ký và được chia thành 4 nhóm tìm hiểu về 4 hình tứ giác, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông. Nhóm 1 và nhóm 2 đều sử dụng sơ đồ tư duy để trình bày các kiến thức về hình bình hành và hình chữ nhật. Ngoài soạn bài giảng, các bạn có chuẩn bị cả trò chơi trên Kahoot và phiếu bài tập cho cả lớp cùng củng cố bài học hoặc kiểm tra bài cũ. Tiết học diễn ra rất sôi nổi và hào hứng. Đặc biệt, các bạn nhóm 1 đã xử lý rất ấn tượng các câu hỏi của những cả lớp và đặc biệt là câu hỏi của bạn Minh Trí về mối quan hệ giữa hình chữ nhật và hình bình hành. Vì là hai nhóm trợ giảng đầu tiên nên giáo viên bộ môn cần hỗ trợ cho nhóm phần trình bày bài chứng minh một tứ giác là hình bình hành, hình chữ nhật. Với sự chuẩn bị khá công phu và kỹ lưỡng, nhóm 3 lại lên ý tưởng cho bài giảng của mình hoàn toàn khác hai nhóm đầu. Đầu tiên, cả lớp được khởi động với bài kiểm tra nhanh bằng phiếu bài tập với các câu hỏi trắc nghiệm về hình bình hành. Tiếp theo, các bạn nhỏ được xem video và ghi lại định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi, vẽ hình thoi và sơ đồ tư duy về các kiến thức về hình thoi. Sau phần lý thuyết, các bạn học sinh làm bài tập cá nhân, chứng minh các tứ giác là hình thoi. Cuối cùng là phần mini game đầy hứng khởi dành cho các nhóm. Mặc dù thiếu một chút thời gian hoàn thành bài giảng, nhưng các bạn vẫn xử lý tình huống khá tự tin và bản lĩnh. Đây là nhóm trợ giảng không cần sự hỗ trợ nào của giáo viên trong suốt tiết học. Với nhóm trợ giảng cuối cùng, mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng là một trong những hình rất quen thuộc, nên các bạn học sinh đã nhanh chóng hoàn thành kịch bản và hình vuông. Khởi động trước giờ học, các bạn nhỏ bắt đầu bài giảng bằng cách cho cả lớp xem video,
sau đó ghi tên các đồ vật có hình vuông và giấy nhớ. Rất tiếc có trục trặc với kết nối máy tính với TV và video không thể chạy được. Nhìn các bạn rất nhanh trí hướng cả lớp chuyển sang câu hỏi. Hãy ghi nhiều nhất các đồ vật trong thực tế có hình vuông và giấy nhớ và đặt vấn đề. Tại sao có nhiều đồ vật là hình vuông như vậy để bắt đầu bài giảng? Tiếp theo, thay vì giảng bài về hình vuông, các bạn nhỏ bắt đầu với câu hỏi. Hình vuông là gì? Hình vuông có định nghĩa như thế nào? Hình vuông có mối quan hệ gì với hình thoi và hình chữ nhật? Hình vuông có tính chất gì về cạnh, góc, đường chéo? Làm thế nào để chứng minh tứ giác là hình vuông? Tất cả các bạn nhỏ trong lớp đều rất tích cực trả lời câu hỏi. Tất cả các câu trả lời đều được hai bạn trong nhóm trợ giảng ghi lại nhanh trên bảng. Siêu nhân toán học của lớp Xuân Kiên đóng vai trò là chuyên gia kiểm tra lại xem câu trả lời nào là đúng, câu trả lời nào là sai và chốt lại các kiến thức cần nhớ của bài. Sau phần lý thuyết và luyện tập, các bạn nhỏ được thực hành gấp khối hộp hình vuông origami xinh xắn để chuẩn bị cho gian hàng lễ hội tiếng Anh sắp tới. Sau những dự án trợ giảng như vậy, các bạn học sinh đều tự tin và có thêm thật nhiều kỹ năng mới. Các giáo viên trợ giảng đã có những trải nghiệm tuyệt vời, còn các bạn trong lớp cũng có một tiết học thú vị và cực kỳ hiệu quả và đáng nhớ. Ngoài ra, các bạn ấy cũng hiểu và chia sẻ với những vất vả của các thầy cô, trân trọng những giá trị mà mỗi học sinh được hưởng khi đến trường. Bạn Ngọc Hà chia sẻ, con từng nghĩ mình sẽ làm cô giáo, nhưng sau khi làm trợ giảng, con thấy các thầy cô thật sự quá vất vả. Còn bạn Anh Thư thì rất hào hứng, xem xong mới thấy, ôi mình thật là thiên tài, nếu có cơ hội thì bọn con lại muốn tiếp tục trợ giảng và lần sau sẽ kỹ lưỡng hơn lần này. Mỗi ngày đến trường của Pastor đều tràn đầy yêu thương và được thắp lên những ngọn lửa sáng tạo như thế đó. Những khán thính giả của PC Radio. Vậy là đã đến lúc nói lời chào tạm biệt trong chương trình ngày hôm nay rồi. Minh Châu và Thiên Anh rất vui vì được gặp gỡ và trò chuyện cùng quý thính giả, thầy cô và các bạn trong số phát sóng thứ 38 này. Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Tạm biệt thầy cô và các bạn. Chúc thầy cô, các bạn Pastor có những ngày cuối tuần thật vui vẻ. Các bạn Pastor hãy chăm chỉ viết bài cho chuyên mục Pascal trong tôi và gửi về cho chúng mình nhé. Các bài viết ấn tượng sẽ được phát sóng trên PC Radio của chúng mình. Thầy cô và các bạn cũng đừng quên đồng hành cùng PC Radio vào mỗi thứ 6 hàng tuần trên các kênh truyền thông của trường trung học cơ sở Pascal nhé. Minh Châu và Thiên Anh hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tiếp theo. Bye bye!